con bò đi này. Đấy, các bạn thấy con cua nó bò đi chưa? Hai cái càng to của nó để im, nó chỉ bò bằng cái càng nhỏ thôi này các bạn này. Đấy. Ôi con cua này. Con cua nó bò đi này các bạn ơi. Đấy. Wow, nó bò nhanh chưa? Nó vừa bò miệng nó vừa xả nước ra này các bạn này. Đấy. Bò lên đây làm im ơi. Lại bò đi tiếp này các bạn này. Đấy. Ui. Các bạn nhìn thấy cái càng con cua không? Ui, con cua nó bò này. Ui. Ui. Các bạn thấy con cua nó bò đi à? Ui. Như con rùa luôn. Đấy. Mình cho các bạn xem con cua nó bò như nào nhá. Con cua khổng lồ nó bò này. Hai cái càng cái của nó để im này các bạn này. Nó chỉ bò bằng cái càng nhỏ thôi. Đấy. Bò đi tiếp. Bò này. Ôi, bò nhanh chưa các bạn ơi. À, nó duỗi cái càng to ra kìa. Wow. Ôi. Ý, cái miệng của nó kìa, các bạn nhìn cái miệng của nó kìa. Nó bò đi mà cái miệng của nó kìa. Đấy. Wow. Nó bò nhanh không? Các bạn thấy nó bò nhanh không? Đấy. Bò như vậy cơ mà. Hai càng của nó để im. Nó chỉ bò bằng cái càng nhỏ thôi. Đấy. Đứng im rồi này các bạn ơi. Nó lại bò tiếp này các bạn ơi. Đấy. Nó lại bò tiếp này các bạn ơi. Xem nó bò đến đâu nhá các bạn ơi. Wow, bên ngoài kia có mấy con cá kìa các bạn ơi. Để xem nó bò đến con cá như thế nào nhá. Ui, cá đấy. Đầu nó giơ càng lên nó bảo vệ nó đấy các bạn ạ. Wow, cái miệng của nó này các bạn này. Con cá này các bạn ơi, con cá bơi đấy. Đây con cua vẫn đây. Ý, cua bò đi rồi các bạn này. Ui, các bạn thấy con cua. Ui. Wow. Ui, cái cua này dữ lắm các bạn ạ.